Chào em, trên tay cô bây giờ đang là đề thi môn ngữ văn của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Và bây giờ cô sẽ gợi ý cho các em về đáp án của đề thi này. Chúng ta cũng sẽ có một bài hướng dẫn thật là kỹ cách làm bài cũng như là xử lý đề bài này. Và vì thời gian thi nó vừa mới trải qua cho nên là hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em về một vài cái điểm cơ bản của đề thi thôi các em ha. Chúng ta sẽ được học kỹ hơn trong chương trình luyện thi sau này. Chúng ta sẽ đi vào phần 1, La Mã là phần học hiểu. Phần này là 3 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần đọc hiểu. Phần đọc hiểu thì gồm có 2 đoạn. Đầu tiên là một đoạn thơ. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4. Chưa chữ viết đại vẹn tròn tiếng nói. Vầng trăng cao đêm cá lặng sao mờ. Ôi tiếng Việt như bùn vàng như lụa. Ống tre ngà và mềm mại như tơ. Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát, kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh, như gió nước không thể nào nắm bắt, dấu huyền trầm, dấu ngã trên bên. Dấu họ dừng suốt ngàn đời lửa cháy, một tiếng buồn rợt bóng lá cành vương, nghe mắt liệm ở đầu môi tiếng suối, tiếng heo may gợi nhớ những con đường. Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng, vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta, tiếng chẳng mất khi loa thành đã mất, nàng Mỹ Châu quỳ xuống lại cha già. Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng, dưới các vùi sóng dập chẳng hề nguôi. Tiếng tuổi cực kẻ ăn cầu ngũ quán, thành nguyện vô vằn vặt nỗi thương đời. Câu 1. Sự mượt mà và tinh tế của tiếng Việt được thể hiện ở những từ ngữ nào? Trong phổ thơ thứ nhất, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 1. Phần này là phần đọc đoạn thơ đúng không? Khi trả lời thì chúng ta phải có câu trả lời sự mượt mà và tinh tế. Của tiếng Việt. Được thể hiện ở những từ ngữ. Ở trong phổ thơ thứ nhất thôi, ôi tiếng Việt như bùn và như lụa, như bùn. Như lụa. Ống tre ngà. Mềm mại như tơ. Khi trả lời câu hỏi sử dụng ngôn ngữ hay là liệt kê từ ngữ ở trong đoạn thơ hay là một đoạn văn thì chúng ta cần phải đặt ở trong mặt kép thì nó mới đạt yêu cầu. Các em chú ý điều này. Câu số 2. Kể tên hai biện pháp câu từ được sử dụng trong khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba. Em ghi hai biện pháp câu từ được sử dụng
Trong khổ thơ thứ hai và thứ ba là gì? Thứ nhất là biện pháp nghệ thuật câu từ so sánh. Trong khổ thứ hai, tiếng tha thiết nói thường nghe như hát. Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát và biện pháp câu từ thứ hai là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Trong câu thơ nghe mát liệm ở đầu môi tiếng suối, nghe mát liệm ở đầu môi tiếng suối. Các em chú ý là trong cái phần mà chỉ ra biện pháp nghệ thuật câu từ thì chúng ta phải nêu tên biện pháp câu từ và chúng ta phải chỉ cụ thể thì chúng ta mới đạt điểm ở câu này. Các em à, còn nếu mà các em chỉ nói so sánh hoặc là ẩn dụ thì chúng ta sẽ khó có thể là đạt điểm ở câu hỏi số 2 này. Câu hỏi số 3 là nêu nội dung chính của đoạn thơ. Nội dung chính của đoạn thơ thì chúng ta lưu ý là ở đây có hai ý. Ý thứ nhất là vì các em nhà thơ Lưu Quang Vũ đã nói về vẻ đẹp tuyệt vời, cái sự mượt mà của gì đây, tinh tế của tiếng Việt. Và thứ hai là ông đã bày tỏ niềm tự hào cũng như là tình yêu của mình đối với ngôn ngữ dân tộc, đúng chưa nào? Chúng ta sẽ ghi hai ý này. Thứ nhất là vẻ đẹp mượt mà tinh tế của tiếng Việt. Và thứ hai là niềm tự hào, thông qua đó nhà thơ đã bày tỏ niềm tự hào và tình yêu. Đối với ngôn ngữ dân tộc, hay là đối với tiếng Việt cũng được. Diễn tả cái nội dung của đoạn thơ thành một đoạn văn thì chúng ta lưu ý là phải viết cho thật là gãy gọn, đúng chưa nào? Liên kết hai câu văn với nhau là gì các em? Là cho nó chặt chẽ. Đoạn thơ trên đã thể hiện vẻ đẹp mượt mà tinh tế của tiếng Việt. Thông qua đó nhà thơ đã bày tỏ niềm tự hào và tình yêu sâu sắc của mình dành cho ngôn ngữ dân tộc, đúng chưa nào? Đó là câu thứ ba. Câu thứ tư, từ đoạn trích anh chị hãy bày tỏ cảm nghĩ của mình về tiếng Việt. Đây là trình bày khoảng 7-8 dòng, là viết một đoạn văn game. Cho nên game viết một đoạn văn game bày tỏ cảm nghĩ của mình về tiếng Việt. Thì chúng ta có nhiều cách trình bày khác nhau, cũng như chúng ta có nhiều cách bày tỏ khác nhau, đúng chưa nào? Nhưng mà đây chúng ta phải đảm bảo những cái cơ bản thì sẽ đạt điểm cao hơn, đúng không? Game đi phần thứ tư là viết đoạn văn. Bày tỏ cảm nghĩ về tiếng Việt.
văn này thì chúng ta cần phải có ý thứ nhất là chúng ta khẳng định là ngôn ngữ. Có vai trò vô cùng quan trọng. Thứ hai là chúng ta khẳng định tiếng Việt rất giàu và đẹp. Và thứ ba, từ chỗ chúng ta khẳng định tiếng Việt giàu và đẹp thì chúng ta phải gì các em? Phải rút ra một bài học là gì đây? Phải yêu quý. Và trân trọng. Cũng như là gì đây? Là phát huy giá trị của tiếng Việt. Đó là ba ý chúng ta cần phải trình bày trong đoạn văn này. Ngôn ngữ có vai trò rất quan trọng đối với một đất nước, đặc biệt là gì em, đối với nền văn hóa của một dân tộc, đúng chưa nào? Và trong cái đoạn văn thì chúng ta cũng khẳng định tiếng Việt của ta rất giàu và đẹp. Trong dòng ngôn ngữ của thế giới, đúng chưa nào, thì tiếng Việt cũng rất giàu và rất đẹp. Và chính vì vậy cho nên là mỗi một con người Việt Nam cần phải yêu quý, trân trọng và phát huy những giá trị của tiếng Việt, đúng chưa nào? Thì ba ý này là ba ý cơ bản. Các em có thể là có thêm những ý riêng của mình, đúng chưa nào? Nhưng mà yêu cầu của việc viết đoạn văn thì phải thật là gì đây? Thật là gãy gọn, đúng chưa nào? Và trong phần đọc hiểu thì khi các em trình bày, yêu cầu các em là phải ghi lại câu trả lời, đúng chưa nào? Tại vì một cái bài văn, một cái bài thi về môn văn là một chỉnh thể trọn vẹn về gì các em, về nội dung và gì đây là hình thức, cho nên cách viết chúng ta cũng phải cân nhắc, đúng chưa nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang câu số 2. Câu số 2 thì nói về một đoạn văn, đúng không? Đoạn văn này diễn tả một cuộc sống là gì các em, rất là nhàm chán, giống như một vườn hoa vậy, đúng chưa nào? Nhưng mà cứ có một cơn giông nổi lên thì hoa nó sẽ dập nát. Và từ đây người ta liên hệ đến đời sống của con người. Câu hỏi đặt ra ở cái đoạn văn này là gì? Là phương thức biểu đạt chính của đoạn văn. Em đi câu hỏi số 1 của phần đoạn văn. Chúng ta đánh dấu ngay thẻ thứ 2. Câu hỏi số 1, phương thức biểu đạt chính. Ở đây chúng ta thấy dễ dàng là gì các em? Là đó chính là phương thức biểu đạt nghị luận. Các em có thể trả lời là nghị luận hoặc là phương thức nghị luận. Em ha, phương thức biểu đạt chính là nghị luận, hoặc là phương thức biểu đạt nghị luận cũng được, hoặc là phương thức nghị luận cũng được, đúng chưa nào? Có nhiều cách trả lời. Bởi vì chúng ta nhìn thấy trong văn bản này về cơ bản là gì các em? Đưa ra ý kiến bàn bạc, đúng chưa nào? Bàn bạc về một vấn đề, đúng không? Thì nó chính là nghị luận. Câu số 2, câu hỏi đặt ra là vẻ bề ngoài đẹp đẽ của cuộc sống riêng, không biết gì hết ở bên kia ngưỡng cửa nhà mình, thể hiện rõ nhất qua hình ảnh so sánh nào? Đó là gì các em? Như một cuộc sống nghèo nàn, giống như một mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm, sạch sẽ và gọn gàng. Thì cái hình ảnh so sánh ở đây là gì đây? Mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm, sạch sẽ và gọn gàng. Chúng ta ghi câu trả lời. Vẻ bề ngoài đẹp đẽ.
của cuộc sống riêng. Không biết gì hết ở bên kia ngưỡng cửa nhà mình. Thể hiện rõ nhất qua hình ảnh so sánh. Thể hiện rõ nhất qua hình ảnh so sánh. Hai chấm mở một ghép. Một mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận. Đầy hoa thơm. Sạch sẽ và gọn gàng. Đó là câu số 2. Chúng ta sẽ sang câu số 3. Tác giả cho rằng số phận của những cái tuyệt đối cá nhân không bộc lộ ra khỏi bản thân chẳng có gì đáng thèm muốn là vì sao? Là bởi vì đó là một cuộc sống rất là dì ghen, rất là vô vị và nhàm chán. Ở đó con người không có khát vọng, không dám đương đầu với những khó khăn thử thách của cuộc đời. Và cuộc sống đó sẽ đẩy con người rơi vào gì đây? Rơi vào cô đơn, đúng chưa nào? Các em sang câu hỏi số 3. Tác giả cho rằng số phận của những cái tuyệt đối cá nhân ai thắng thì cô sẽ ghi thắng tắt em ha. Chẳng có gì đáng thèm muốn. Là bởi vì đó là một cuộc sống vô vị. Vô vị. Nhàm chán. Dễ đẩy con người rơi vào cô đơn. Ở đây chúng ta sẽ diễn giải rõ hơn, đúng chưa nào? Đó là một cuộc sống vô vị, nhàm chán. Khi con người sống cuộc sống tuyệt đối cá nhân như vậy thì sao các? Thì họ có một cuộc sống rất là nhàm chán. Nó giống như một mảnh vườn được chăm sóc rất là đẹp, rất là cẩn thận. Nhưng mà khi mà có một cơn gió hay một cơn giông bão nổi lên thì hoa nó sẽ dập nát, đúng chưa nào? Lúc đó con người sẽ không để đứng đầu được với cuộc sống. Cho nên ở đây nó vô vị, nó nhàm chán. Trong cuộc sống đó con người không có khao khát, không có ước mơ, không có những mục tiêu lớn lao,
không dám đương đầu với những thử thách của cuộc đời. Từ đó con người dễ rơi vào gì đây? Cô đơn và chán nản. Chính vì vậy mà tác giả không hề muốn cuộc sống như vậy, đúng chưa nào? Chúng ta sẽ sang câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 là viết một đoạn văn. Thể hiện cái ý khi thoát ra khỏi các tuyệt đối cá nhân, con người sẽ có thể gặp có được một cuộc sống như thế nào, có cuộc sống như thế nào, đúng chưa nào? Chúng ta sẽ cô xin lỗi các em, câu này là câu số 5. Câu này là câu số 6. Câu này là câu số 7. Và câu này là câu số 8. Trong câu số 8 này thì các em sẽ viết đoạn văn. Và các em sẽ chuyển tải những ý sau đây. Thứ nhất là khi thoát ra khỏi cuộc sống đó, con người không sống cuộc sống tuyệt đối cá nhân, thì sao gan con người sẽ có một cuộc sống như thế nào, đúng không? Một cuộc sống như thế nào mà chúng ta không còn nhàm chán, không còn vô vị nữa. Và có thể cuộc sống đó nó sẽ đặt chúng ta vào trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách, đúng chưa nào? Có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách, đúng không? Nhưng mà từ đó đi sau đây chúng ta sẽ có một cuộc sống đầy màu sắc, đúng không? Đầy màu sắc, rất là sinh động, đúng chưa nào? Có thể chúng ta sẽ đau khổ, cũng có thể là gì khác chúng ta sẽ hạnh phúc, nhưng cuộc sống đó ít nhất sẽ giúp chúng ta cảm nhận được một cái hạnh phúc thực sự, chứ nó không phải là một hạnh phúc mong manh, đúng chưa nào? Khen ghê. Sẽ có một cuộc sống chúng ta sẽ chuyển tải được những ý này em ha, trong cái đoạn văn số 8 này nè. Thứ nhất là có thể sẽ phải đương đầu với những khó khăn thử thách. Thứ hai, nhưng mà cũng từ đó là chúng ta có cuộc sống đầy màu sắc. Chúng ta sẽ tin hơn vào bản thân mình, đúng chưa nào? Và sẽ có thể cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Sẽ có thể cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Thì chúng ta viết trong đoạn văn đó làm sao mà chuyển tải được ý này. Trong đoạn văn này thì Ken có thể có những cái suy riêng, đúng chưa nào? Nhưng mà cơ bản là chúng ta phải viết cái ngôn ngữ cho nó thật gãy gọn và bám sát vô vấn đề, đúng không Ken? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần nghị luận xã hội. Nghị luận xã hội là phần 2 La Mã, phần làm văn, đúng không? Phần này câu số 1 là nghị luận xã hội, là sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí là giúp họ được là chính mình. Anh chị hãy viết bài văn khoảng 600 chữ bàn luận về ý kiến trên. Em sang phần 2 La Mã. Phần này là 7 điểm, gồm có 2 phần nhỏ. Một là nghị luận xã hội.
Ở trong phần nghị luận xã hội này thì khi mà các em giới thiệu vấn đề thì chúng ta cần phải là gì? Các em là trích dẫn được câu nói trong đề bài, đúng chưa nào? Yêu cầu của một bài nghị luận xã hội thì các em phải viết đầy đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài thì chúng ta giới thiệu được vấn đề, nghĩa là chúng ta gì đây? Trích dẫn được câu nói trong đề bài, đúng chưa nào? Rồi thứ hai nữa là gì các em? Chúng ta phải trong phần thân bài thì chúng ta cần phải gì đây? Chia đoạn phân ý, đúng chưa nào? Cho nó thành một cái cấu trúc rõ ràng, đúng không? Và trong phần kết bài thì chúng ta sẽ kết luận được vấn đề, đúng không nào? Ở đây chúng cô sẽ hướng dẫn với các em về một cái dàn ý cụ thể. Và chúng ta sẽ đi phần đầu tiên trong phần nghị luận xã hội là các em phải giới thiệu được vấn đề. Giới thiệu được vấn đề nghĩa là làm sao các em phải trích dẫn được câu nói trong đề bài. Như cô nói là gì các em? Đây là nguyên tắc của mở bài, đúng chưa nào? Thứ hai là chúng ta triển khai vấn đề. Sẽ có nhiều cách chúng ta giới thiệu và triển khai vấn đề. Riêng phần giới thiệu vấn đề thì đến cái phần luyện thi, cô sẽ hướng dẫn với các em rất là nhiều cách để chúng ta giới thiệu vấn đề cho hai các em ha. Trong phần triển khai vấn đề này thì đầu tiên các em phải làm cái thao tác đó là gì? Đó là giải thích. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi giải thích. Các em phải xác định đối tượng nào, thuật ngữ nào cần phải giải thích. Ở đây thì các em thấy là chúng ta cần phải giải thích khái niệm hèn nhát và gì? Và dũng khí, đúng chưa nào? Phần giải thích thì chúng ta giải thích đầu tiên là khái niệm hèn nhát và gì? Và dũng khí. Sau khi mà giải thích khái niệm hèn nhát và dũng khí rồi thì các em sẽ nói ý nghĩa của cả câu. Trong câu nói trên thì người ta khẳng định chân lý gì? Chúng ta phải hiểu ý nghĩa cả câu thì các em mới gì? Mới có thể đi vào phần thứ hai là phần bàn luận, bình luận. Bình luận một vấn đề là chúng ta phải bày tỏ rõ ràng cái ý kiến của bản thân về vấn đề đó, nhận xét xem vấn đề đó đúng hay sai, bàn luận mở rộng vấn đề, đúng chưa nào? Vậy thì chúng ta thấy là cái câu này gọi là sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình. Câu này là đúng hay là sai? Đúng không? Hay là nó có thể là phù hợp trong hoàn cảnh này mà không phù hợp vào hoàn cảnh kia. Thì đầu tiên các em phải đưa ra một cái ý kiến đánh giá, đúng chưa nào? Một ý kiến đánh giá thì rõ ràng các em thấy là cái trong câu này nó đã khẳng định một điều rất là hiển nhiên trong cuộc sống. Chúng ta hèn nhát thì chúng ta dễ dàng là gì đây? Tự đánh mất chính mình. Còn chúng ta có dũng khí thì chúng ta được là gì các em? Được là chính mình, được thể hiện những suy nghĩ của mình, những chính kiến của mình, được theo đuổi những điều mà mình gì? Mình khao khát, đúng chưa nào? Cho nên là các em phải đưa ra ý kiến. Đánh giá về câu nói. Rồi đến phần thứ hai là chúng ta đưa lý lẽ và dẫn chứng. Để khẳng định
Câu nói này chúng ta có thể chia làm hai mệnh đề trong phần đưa lý lẽ và dẫn chứng kem. Chúng ta trả lời cho câu hỏi vì sao sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình? Đúng chưa nào? Vì sao sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình? Chúng ta trả lời cho câu hỏi này được không? Hèn nhát khiến cho con người là gì? Kem giống như là con rùa rụt cổ, đúng chưa nào? Rõ ràng là không dám bộc lộ chính kiến của mình, đúng không? Rồi gì nữa? Không dám là gì kem? Theo đuổi những điều mà mình mơ ước, mà mình khát khao, đúng chưa nào? Rõ ràng là tất cả những điều đó dần dần là con người ta sẽ gì đây? Sẽ nghe theo người khác, sẽ sống theo người khác, và cuối cùng không biết mình đứng ở đâu trong cuộc đời này, đúng chưa nào? Đó là cuộc sống của những con người hèn nhát, đúng không? Và từ đó là gì kem? Con người dễ đánh mất chính mình, không dám ước mơ, không dám khát vọng, không dám đương đầu. Và cái điều này nó hoàn toàn đúng đắn kem. Rõ ràng là cuộc sống có những con người như vậy, đúng chưa nào? Và chúng ta cũng đưa lý lẽ và dẫn chứng để khẳng định cái mệnh đề thứ hai, đó là dũng khí sẽ cho con người được là chính mình. Và thì ngược lại với hèn nhát là dũng khí, đúng chưa nào? Có dũng khí, nếu hèn nhát, con người không dám bộc lộ chính kiến cá nhân, đúng không? Con người không dám là gì kem? Theo đuổi ước mơ, mục tiêu của mình, mà luôn luôn đi theo sự sắp đặt của người khác, luôn luôn sợ hãi trước cuộc sống. Còn nếu mà có dũng khí thì con người sẽ phải dám đương đầu, sẽ đương đầu. Như Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã viết trong bức thư gửi thầy hiệu trưởng nơi con trai mình đang học, là xin thầy hãy dạy cho cháu có đủ can đảm để biểu lộ sự kiên nhẫn, và có đủ kiên nhẫn để biểu lộ sự can đảm. Tại vì chinh phục bất kỳ đỉnh cao nào, đầu tiên con người cũng phải là gì kem? Có sự can đảm, có dũng khí, đúng chưa nào? Muốn chống lại cái tốt, muốn chống lại cái xấu, cái ác, thì con người cũng cần phải có dũng khí, đúng chưa nào? Cho nên là rõ ràng dũng khí nó giúp cho con người được là chính mình. Khi mà gì kem? Con người phạm lỗi, dũng khí sẽ giúp cho con người nhận lỗi. Và chúng ta cũng đưa ví dụ để minh họa cho điều này. Trong lịch sử phát triển của nhân loại, đã có biết bao nhiêu con người có dũng khí dám đứng lên là gì? Bảo vệ những điều mà mình cho là đẹp đẽ, bảo vệ những điều lương thiện, đúng không kem? Đấy, theo đuổi những ước mơ, những khao khát của mình. Những công trình nghệ thuật, những công trình kiến trúc, những công trình khoa học, không chỉ xuất phát từ gì kem? Từ tài năng, mà còn xuất phát từ dũng khí của con người theo đuổi đam mê của họ, đúng chưa nào? Cho nên rõ ràng người có dũng khí luôn luôn được là chính mình, được nói những điều mà mình suy nghĩ, đúng chưa nào? Được làm những điều mà mình mơ ước, thì đó là gì đây? Chính mình, đúng chưa nào? Họ được quyền hiểu và làm theo đam mê của mình. Họ được quyền là gì kem? Là phát biểu những điều mà họ cảm thấy tâm đắc. Họ được quyền đứng lên để bảo vệ lẽ phải, công bình, đúng chưa nào? Và họ đích thực là gì đây? Là chính họ. Họ có dũng khí vươn ra ngoài đại dương bao la, đúng không? Vươn ra ngoài cuộc sống bao la. Đứa trẻ có dũng khí sẽ dễ dàng gì kem? Có thể là gì đây? Mạnh dạn rời xa vòng tay của bố mẹ để có thể bước vào một cuộc đời đầy biến động, để đương đầu, để xây dựng bản lĩnh, đúng chưa nào? Thì chúng ta sẽ đưa lý lẽ và dẫn chứng để khẳng định cái ý kiến của nêu ra trong đề bài, đúng chưa nào? Và ở trên chúng ta đã đánh giá về câu nói này là hoàn toàn đúng đắn, thì chúng ta nêu dẫn chứng để khẳng định. Còn với những cái ý kiến là gì kem? Là có trường hợp đúng, có trường hợp sai, thì chúng ta cần phải nói cái gì đây? Cái mặt trái của vấn đề, đúng chưa nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ có một phần mở rộng. Trong xã hội ngày nay, các em thấy rõ ràng là gì đây? Trong phần mở rộng này chúng ta có thể là gì đây? Là phê phán những kẻ hèn nhát, đúng chưa nào? Bởi vì mục tiêu của một bài nghị luận xã hội đưa ra cho các em làm, thì chắc chắn là các em phải đưa ra một cái điều gì đó về bài học của cuộc sống. Mà trước khi đưa ra bài học của cuộc sống thì chúng ta cần phải đứng ở cái giới tuyến của những người theo lẽ phải,
Để gì căn? Để phê phán những kẻ hèn nhát, những con người sai trái trong xã hội. Tư duy phê phán, tư duy phản biện là một tư duy vô cùng quan trọng trong văn nghị luận xã hội cũng như là trong cuộc sống. Cho nên kem phê phán những người sống hèn nhát, đúng chưa nào? Đặc biệt là những người trẻ. Để từ đó chúng ta cần phải gì đây? Rút ra bài học nhận thức và liên hệ bản thân. Trong phần mở rộng này các em cứ thêm là phê phán. Bài học nhận thức liên hệ bản thân, lý ra là cô để trong phần mở rộng liên hệ luôn, đúng chưa nào? Nhưng mà cô muốn tách riêng ra một phần để chúng ta tập trung vô là gì? Chúng ta làm về phần bài học nhận thức. Vậy thì mỗi một con người cần phải tránh xa cái lối sống gì thì là các em? Lối sống hèn nhát. Cần phải xây dựng cho mình dũng khí, đúng chưa nào? Nhưng mà vấn đề là dũng khí đó nó đến từ đâu? Làm sao để chúng ta có được dũng khí? Cô muốn tách riêng phần này ra để cô hướng dẫn cho các em cụ thể hơn. Vậy thì làm sao để chúng ta có được dũng khí? Đúng chưa nào? Làm sao để chúng ta có thể đương đầu với khó khăn? Làm sao để cho chúng ta dám nói những điều mà mình suy nghĩ? Đúng không các em? Vậy thì trong bất kỳ cái đề bài nào nói về cái tốt, để rèn luyện được một phẩm chất tốt, thì điều đầu tiên ở trong cái phần này chúng ta cần phải xác định cái thái độ sống, cái mục tiêu sống của mình như thế nào, cái mục đích của mình như thế nào, thì từ đó là gì các em, chúng ta mới xây dựng được những cái phẩm chất tốt cho mình, đúng chưa nào? Cho nên là trong phần bài học nhận thức là mỗi một con người cần phải gì các em, dần dần từ suy nghĩ, từ hành động, từ lời nói đều phải gì đây? Trước khi quyết định một điều gì, suy nghĩ thật là cẩn thận, đúng chưa nào? Và sau đó là gì các em? Chúng ta cần phân tích kỹ lưỡng, đúng không nào? Và chúng ta tập dần dần để đối diện với những khó khăn. Phải tập dần dần đối diện với những khó khăn trước mắt, đúng chưa nào? Dần dần là gì các em? Là chúng ta sẽ tập được cái dũng khí cho mình. Và điều quan trọng là xây dựng dũng khí nó nằm trong cái mục đích cuộc sống của mình. Và lúc nào chúng ta cũng phải suy nghĩ về điều đó. Mỗi khi mà gì đây, làm những điều mà thấy chưa đúng, thì bản thân chúng ta suy nghĩ phải tự thấy xấu hổ và tìm mọi cách để gì các em, để đối diện với nó. Đầu tiên là chúng ta đối diện với lỗi lầm của mình. Thứ hai là chúng ta tập đối diện dần dần để quen cái cảm giác đó. Rồi sau đó là gì các em? Chúng ta đối diện với những người mà chúng ta có lẽ là phạm lỗi với họ, đúng chưa nào? Và mạnh dạn nói lời xin lỗi, mạnh dạn đối diện. Chúng ta phải tập từ từ, đúng không nào? Từ trong những bài học, đúng không? Từ trong những tình huống của cuộc sống, đúng chưa nào? Và chúng ta luôn luôn phải tự nhắc mình là gì các em? Không được che đậy bất cứ điều gì mà chúng ta lỡ để làm xấu, đúng chưa nào? Thì từ đó chúng ta sẽ có thể xây dựng được từ từ cái dũng khí cho mình, đúng chưa nào? Và đặc biệt là gì các em, đối với những người trẻ trong xã hội ngày nay, phần liên hệ bản thân thì các em tự làm là từ ở trong bản thân của mình các em suy nghĩ ra. Nhưng mà với tuổi trẻ thì chúng ta cần phải xây dựng bản lĩnh, đúng chưa nào? Cần phải xây dựng bản lĩnh, cần phải xác định mục tiêu của cuộc đời, đúng không? Để có thể là gì các em, xoay rờ cái lối sống hèn nhát và gì, và đối diện với những khó khăn để tạo lập cho mình cái thái độ đầy dũng khí, đúng chưa nào? Thì đó là bài học nhận thức về liên hệ bản thân. Sau đó thì chúng ta còn một phần nữa, đó là phần kết thúc vấn đề. Mỗi một ý ở đây giải thích là các em phải đưa thành một đoạn văn, nó mới đúng kết cấu. Đưa ý kiến đánh giá về câu nói, rồi đưa lý lẽ và dẫn chứng để khẳng định,
câu nói mở rộng về việc phê phán trong xã hội, các em cũng làm một đoạn văn. Bài học nhận thức và liên hệ các em cũng phải làm trong một đoạn văn và kết thúc vấn đề. Để cho bài nghị luận xã hội được hay thì các em nên chọn một câu danh ngôn để kết thúc vấn đề, đúng chưa nào? Rõ ràng là gì các em? Con người để có một cuộc sống đích thực phải tránh xa cái lối sống hèn nhát, phải xây dựng dũng khí cho mình để được là chính mình. Vì khát khao được là chính mình là khát khao lớn của con người, ai cũng mong ước điều đó cả, đúng chưa nào? Và con người ta sinh ra không phải để tan biến một hạt cát vô danh, mà họ sinh ra để gì các em? Để in dấu chân mình trên mặt đất và trong trái tim người khác. Chính vì vậy hãy luôn là chính mình. Chúng ta sẽ kết thúc như vậy thì bài viết nó sẽ rất là hay, đúng không em? Và cái phần kết cấu bài nghị luận xã hội là nó như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang một phần cuối cùng, đó chính là phần nghị luận văn học. Hai cô xin lỗi, đây là phần 2. Phần nghị luận văn học của đề bài năm nay là về tác phẩm vở nhạc. Có ý kiến cho rằng trong truyện ngắn vở nhạc, nhà văn Kim Long đã xây dựng được một tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường mà chính đáng của con người. Từ việc phân tích tình huống truyện của tác phẩm vở nhạc, anh chị hãy bình luận ý kiến trên. Đây là gì các em? Cũng là bình luận về một vấn đề, nhưng mà vấn đề là vấn đề văn học, đúng chưa nào? Vậy thì bình luận một vấn đề là bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề đó, nhận xét xem vấn đề đâu đúng hay sai, sau đó là bàn luận mở rộng vấn đề, đúng chưa nào? Vậy thì chúng ta cũng phải đảm bảo cấu trúc của một bài nghị luận xã hội. Phần mở bài giới thiệu vấn đề, phần thân bài triển khai vấn đề, và phần kết bài là kết thúc vấn đề. Em ha, bây giờ chúng ta sẽ đi phần thứ nhất. Thứ nhất là các em sẽ giới thiệu vấn đề, giới thiệu khái quát về tác giả tác phẩm và trích dẫn câu nói. Giới thiệu khái quát về tác giả tác phẩm thì các em có thể giới thiệu sơ lược về nhà văn Kim Lân. Kim Lân là một nhà văn gắn bó sâu sắc với nông thôn Việt Nam. Trong những tác phẩm của mình thì ông đã để tình yêu thấm đậm trên đầu ngòi bút, đúng chưa nào? Và đặc biệt hơn nữa, trong tác phẩm của ông thì ông đã khẳng định một chân lý, đó là trong hoàn cảnh bần cùng tâm tối, con người vẫn hướng về nhau với những khát vọng cao đẹp. Tất cả những điều đó chúng ta có thể bắt gặp trong tác phẩm vở nhạc, đúng chưa nào? Bàn về tác phẩm này, có ý kiến cho rằng thì các em sẽ trích dẫn câu nói ở trong đề bài, đúng không? Đấy, thì đây là giống như là nó tương đương với phần là phần mở bài của chúng ta vậy, đúng chưa nào? Chúng ta sẽ sang phần thứ hai là phần triển khai vấn đề. Là các em sẽ phân tích tình huống truyện vở nhạc, đúng chưa nào? Sau đó là gì các em? Là dẫn dắt câu nói vào, đúng không? Thì các em thấy là chúng ta sẽ khi mà triển khai vấn đề thì các em sẽ làm rõ cái tình huống truyện vở nhạc, và sau đó các em khẳng định từ tình huống này nhà văn đã đề cao cái khát vọng rất là bình thường nhưng mà cũng rất là cao đẹp của con người. Vậy thì đầu tiên là chúng ta phải gì các em? Phải phân tích lại tình huống truyện, đúng chưa nào? Thứ nhất là chúng ta phân tích tình huống vở nhạc.
tình huống trong truyện Vợ Nhặt. Ở đây chúng ta có thể nói là gì? Là tình huống nhặt vợ cũng được, đúng chưa nào? Trong phần phân tích tình huống nhặt vợ này, các em phải làm rõ những ý như sau. Thứ nhất là gì các em? Là chúng ta phải nói về nhân vật Tràng. Nhân vật chính, đúng chưa nào? Tràng là một người lao động nghèo, làm nghề kéo xe bò thuê, đúng không? Sống với mẹ già trong một căn nhà vắng teo, đứng rúng gió trên một mảnh vườn mọc lộn nhộn những búi cỏ dài. Mà bối cảnh này nó lại là bối cảnh nạn đói năm 1945. Cho nên các em cần phải nói về bối cảnh, đúng chưa nào? Trong bối cảnh đối kháng tối tăm về thê thảm như vậy, Tràng lại nhặt được vợ nhờ gì các em? Bốn bát bánh đúc và mấy câu nói bông đùa, đúng chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về Tràng. Nghèo đúng không? Gì nữa các em? Thô kệch. Là dân sống hữu cư vân vân ha. Nhặt được vợ. Nhờ bốn bát bánh đúc và mấy câu nói bông đùa. Tình huống này rất là lạ lùng. Lạ lùng và cũng rất là độc đáo. Rất lạ lùng và rất độc đáo. Nó làm cho mọi người trong xóm ngụ cư là gì gan? Rất ngạc nhiên. Họ vừa mừng mà họ vừa lo lắng cho Tràng. Rời đất này mà còn rước cái của nợ về, đúng không? Bản thân Tràng cũng cảm thấy là gì gan? Rất là lo lắng. Nhưng mà Tràng chật kệ, đúng chưa nào? Và cái tình huống nó được kể lại, các em phải kể lại cụ thể. Trong một lần gờ lưng kéo xe bò lên dốc tỉnh, Tràng hỏi một câu chưa đỡ nhọc: muốn ăn cơm trắng mấy giò, lại đây mà đẩy xe bò với ăn gì? Thế là có một cô gái chạy ra là gì các em? Đẩy xe cho Tràng, cười tít mắt: đẩy đi đẩy, sợ gì đằng ấy nhỉ? Các em thấy là trong cái giây phút đó là gì các em? Tràng rất là sung sướng. Bởi vì từ thời cha sinh mẹ đẻ bây giờ chưa có người con gái nào là cười gắn tình tứ như vậy. Thì các em phải nhắc rõ lại tình huống đó. Rồi sau vài hôm thì Tràng đang ngồi uống nước, thì đứng trước mặt Tràng con cớm xưng xỉa: điêu, người thế mới điêu. Thì sau khi mà hiểu ra sự việc sao các em, thì Tràng đã thị là bốn bát nước, đúng không? Và lại buông một vài câu buông đùa, vậy là thành vợ thành chồng. Người dân sống hữu cư họ rất là ngạc nhiên, đúng chưa nào? Họ vừa mừng mà họ cũng vừa lo lắng cho Tràng. Bản thân Tràng cũng lo lắng, mà người vợ nhặt này cũng lo lắng, mà bà cụ Tứ cũng gì kem cũng lo lắng, đúng chưa nào? Chúng ta phân tích kỹ cái tình huống đó, đúng chưa? Rồi sau đó là gì? Là chúng ta từ tình huống này là gì kem? Là chúng ta đi vào ý thứ hai, đúng chưa nào? Đấy, đi vào ý thứ hai. Sau khi nhặt được vợ thì tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, đúng không? Nhà văn Kim Lân đã ca ngợi niềm khao khát tổ ấm. Và đó là một cái khao khát rất là bình thường và cũng rất là chính đáng. Em khẳng định cái gì đây? Khẳng định cái nhận định đó. Nhà văn ca ngợi khao khát rất bình thường. Và cũng rất chính đáng của con người. Để làm rõ cái điều này, để khẳng định cái điều này các em, thì chúng ta cần phải phân tích sự thay đổi, đúng như nào, của Tràng, của người vợ nhặt và của bà cụ Tứ, đúng chưa nào? Các em phân tích sự thay đổi của Tràng. Rồi gì? Người vợ nhặt.
gì? Và bà của Tứ. Chúng ta sẽ làm rõ cái điều này qua sự thay đổi của chàng sau khi nhập vợ. Em thấy chàng là một người rất là vô tư, sống rất là đơn giản. Chàng thích chơi với trẻ con, đúng chứ nào, và chẳng khác chúng là mấy. Mỗi chiều chàng đi làm về, thấy cái dáng người vặn vẹo cao lớn của hắn ở dốc tỉnh, dốc chợ, thì đám trẻ con xóm ngụ cư nó đã ùa ra, níu lấy, đứa cù, đứa kéo, đứa lôi chân không cho đi, đứa mẹ nheo, anh của chàng mới bế em ấy, đúng chứ nào. Ngay cả việc lấy vợ, chàng quyết định rất là nhanh chóng, đúng không? Rất là đơn giản. Nhưng mà em thấy là khi mà đã có vợ, thậm chí chưa đưa cô vợ nhặt về nhà, chàng đã có ý thức chăm lo và lo lắng cho Thị. Chàng quan tâm đến cảm xúc của Thị. Trong một lúc, chàng hình như quên tất cả cảnh sống e dè tâm tối trước mặt. Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn tình nghĩa giữa hắn với người đàn bà đi bên. Một cái gì lạ lắm, nó mơ mang khắp da thịt, tự hồ như có một bàn tay vuốt nhẹ dọc sống lưng. Này, em nấy về nhà, chàng quan tâm đến người vợ nhặt. Ồ, sao nó lại buồn thế nhỉ? Quá, sao nó lại buồn thế nhỉ? Rồi em nấy là chàng đi ra đi vào, chàng nóng lòng đợi bà cụ Tứ, đúng như nào, để xin phép mẹ. Rồi đặc biệt là gì em? Là sau đêm tân hôn, đúng chứ nào, chàng mua dầu về thắp để thắp lên ngọn lửa của khao khát hạnh phúc trong ngôi nhà tồi tàn, đúng không? Và đêm tân hôn đó, chàng sau đó thì chàng trở dậy, trong người êm ái lững lơ như người từ trong giấc mơ đi ra. Việc hắn có vợ đến hôm nay hắn vẫn nghĩ là chưa phải, đúng chưa nào? Rồi gì nữa kem? Rồi chàng nhìn thấy vợ với lại mẹ dọn dẹp quét tước, chàng cảm thấy rất là cảm động. Đột nhiên là hắn thấy yêu thương và gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng. Căn nhà che mưa che nắng, hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy, đúng chưa nào? Hắn thấy mình phải có trách nhiệm, phải lo lắng cho vợ con. Đây, một cái hình ảnh vô cùng cảm động nó hiện ra trước mặt chàng, từ cái sân cho tới cái an, đúng không? Cho tới một cái đống lát mùng tung bằng, cho tới một bao nhiêu là đồ đạc quần áo bắc hương mới niên, bao nhiêu ngày bao nhiêu năm rồi chàng cũng không nhớ, đúng như nào, bây giờ được đem ra phơi. An nước thì được kính nước đầy ấm áp, đúng chưa nào? Bà quận Tứ thì sao khen? Thì dễ dùng búi cỏ dài, người vợ nhặt thì quét sân, tiếng chổi quét sàn sạt trên sân, chàng rất là cảm động, đúng chưa nào? Thì các lấy sự thay đổi của chàng, nó phản ánh cái gì khen? Từ trong sâu thẳm của người đàn ông thô kệch đó là một cái niềm khao khát hạnh phúc vô bờ bến. Cho nên là chỉ cần một cái cơn gió nhẹ, đúng không? Chỉ cần một tác động nhẹ thì khao khát đó nó trỗi dậy rất mạnh liệt. Nó biến chàng trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn ngày hôm qua, đúng chưa nào? Thì các anh thấy rõ ràng nhà văn Kim Lân đã diễn giải rất là tinh tế cái khao khát đó trong lòng của chàng, đúng không em? Rồi sau đó chàng cũng giấu cảm xúc của mình khi gợt một miếng cám đắng chát nghẹn bứ trong cổ họng, đúng chưa nào? Rồi sau đó nhà văn còn phản ánh cái suy nghĩ của chàng về lá cờ, đúng không? Về lá cờ đỏ trên xe phái văn của Nhật. Rõ ràng là cái khao khát nó tiềm tàng trong lòng chàng sâu thẳm lắm, mạnh mẽ lắm. Đây là một khao khát rất là bình thường, đúng chưa nào? Rất là bình thường của một con người bình thường, đúng chưa nào? Thì chúng ta đã tìm hiểu thật kỹ ở trong phần bài học, đúng không? Chứ đến người vợ nhặt thì các mấy chàng non thị hôm nay cũng thay đổi. Người đàn bà này là nạn nhân của nạn đói. Nạn đói hình như là gì em? Cướp của thị tất cả quê hương, bản quán, gia đình, anh em, dòng họ. Thị xuất hiện chơi ngôi giữa cuộc đời, không họ tên, không tuổi tác, đúng chưa nào? Thị bám theo chàng để được ăn. Lần đầu thì cười tít mắt, lần hai thì xưng xỉa, điêu người thế mà điêu, đúng không? Lần ba thì gì em? Theo chàng về, đúng chưa nào? Thì các thấy rõ ràng chúng ta thể nói nạn đói dường như là cướp luôn của thị cả nhan sắc và thậm chí là gì em? Cả nhân cách. Thì chao chát trọng lõm để được ăn, thì bám víu lấy chàng theo chàng về nhà để được ăn, đúng chưa nào? Cho nên đến cái căn nhà này thì cái ngực gầy lép nhô lên nén một tiếng thở dài.
Nhưng mà cái đấy là sự thay đổi của thị, đã khẳng định rằng điều ta hiểu về thị đã sai rồi. Thị đi theo tràng, đúng chưa nào? Một điều quan trọng, một nguyên nhân quan trọng là khao khát hạnh phúc của thị. Thị thay đổi là vì sao? Vì được tràng đón nhận, vì được bà cụ tứ đón nhận. Tấm lòng của 10 người mẹ nghèo ấy đã làm cho thị hoàn toàn thay đổi. Từ cái lời nói nhẹ nhàng, con ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân. Từ cái gì kèm lời khuyên, nhà ta thì nghèo con ạ. Vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn, thì ra may mỏng rời cho khá. Biết thế nào hả con, ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Từ cái sự động viên giúp thị vượt qua cái nỗi mặc cảm của người vợ theo con, giá có thể làm dăm ba mâm thì phải, nhưng mà trong thời buổi như thế này thì cũng chẳng ai chấp nhận làm gì. Em thấy rõ ràng là những cái lời nói của bà cụ tứ đã đánh tan trong người vợ nhặt cái gì em, cái mặc cảm của một người vợ theo không. Và bản thân thị trong cái gọi là sâu thẳm trái tim tâm hồn thị có một cái niềm khao khát rất là mãnh liệt, thị đi theo chàng, đúng chưa nào, để được gì em, được ăn, nhưng mà cũng là để được gì, có một gia đình, có một gia đình. Cái mà thị khao khát đó là niềm khao khát rất bình thường và cũng rất là gì đây, chính đáng. Thị chơi vơi giữa cuộc đời, thị gặp chàng, thị gặp bà cụ tứ, cảm ơn mẹ một tình yêu bát ngát, lúc con khờ trôi dạt chốn tha phương, đưa cánh tay mẹ che chở mọi đường và ôm ấp trong tình thương tuyệt đối. Nó đánh thức cái gì, cái khao khát trong trái tim của người vợ nhặt. Cho nên hôm nay thị khác lắm, không còn cái vẻ chao chát chậm lọn của người đàn bà mà chàng gặp ở ngoài chợ tỉnh, đúng chưa nào? Thị trở thành một người đàn bà hiền hậu đúng mực, đúng chưa ghen? Thì chúng ta thấy cái sự thay đổi đó, nó khẳng định cái khao khát tiền vàng trong tâm hồn của con người từ rất là lâu rồi. Và đây là một khao khát rất là chính đáng. Và đặc biệt hơn nữa, cái giá trị nhân đạo này nè, cái nội dung nhân đạo thẩm sâu này, nhà văn đặc biệt chú trọng thể hiện ở nhân vật gì? Bà cụ tứ, đúng chưa nào? Bà cụ tứ là một người mẹ nghèo thương con như muôn ngàn người mẹ Việt Nam khác. Sau khi chàng lấy vợ thì cái mặt bụng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên. Nhìn thấy một người đàn bà ở trong căn nhà của mình, cái đầu tiên bà nghĩ đến là đứa con gái đã chết. Bà nhìn thấy một người đàn bà ngạc nhiên ngỡ ngàng, đúng không? Người đàn bà nào ở trong ấy nhỉ? Người đàn bà nào đứng ngay đầu giường thằng con mình thế kia, không phải con cái đục mà, đúng không? Bà hấp hái cặp mắt cho đỡ nhuền, vì tự dưng bà lão thấy mắt mình nhuền ra thì phải. Kem đấy, bà lão thấy mắt mình nhuền ra vì sao kem? Vì hình bóng đứa con gái út chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim của bà. Và bà đón nhận đứa con dâu này để sưởi ấm lòng mình, bởi vì trong bà vẫn còn khao khát hạnh phúc. Mà hạnh phúc bà khao khát nhất là cho ai đây? Cho con của mình, đúng chưa nào? Cho con của mình đó. Và bà nghĩ rất là nhiều, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Em thấy rõ ràng là gì đây? Bà cái khao khát được cho tràn hạnh phúc là khao khát lớn nhất của một người mẹ. Cho nên bà vui, bà buồn, bà tủi, nhiều tâm trạng lắm. Và bà góp nhặt, bà đón nhận hạnh phúc của con để sưởi ấm lòng mình, bởi vì trong bà cũng có những khao khát hạnh phúc rất chính đáng, rất bình thường của một người mẹ, đúng chưa nào? Cho nên hôm nay cái mặt cũng mê u ám của bà là gì khen? Rạng rỡ hẳn lên. Bà nấu đãi đôi vợ chồng trẻ một nồi cháo cám mà bà gọi là gì? Là chè khoáng. Bà vui vẻ, bà lễ mễ, bà tấm khen ngon. Em thấy những hình ảnh rất là cảm động đó, nó thể hiện điều gì các em? Nó thể hiện cái khao khát được hạnh phúc, nó dung chứa đông đầy trong trái tim của người mẹ. Và đây là một khao khát có nói rất là bình thường và rất là gì các em? Chính đáng của một người mẹ nghèo thương con, đúng chưa nào? Các em làm rõ ba cái điều này
Để các em khẳng định là gì? Đây là một nhận định hoàn toàn đúng đắn. Đúng chưa nào? Hoàn toàn chính xác về phẩm vợ nhạc. Vợ nhạc xây dựng một tình huống rất là độc đáo, và thông qua đó nhà văn đã ca ngợi cái khao khát bình thường nhưng cũng rất chính đáng của con người. Và bây giờ chúng ta rút ra nhận xét chung ha. Nhận xét chung về tình huống truyện và gì khác và giá trị nhân đạo của tác phẩm. Đây giống như phần đánh giá ở cái gian bài làm bài của em ha. Và chúng ta sẽ đi ý thứ ba là kết thúc vấn đề. Và chúng ta nhìn lại bài nghị luận văn học. Bài nghị luận văn học ra một cái vấn đề qua một cái nhận định. Đó là vừa nói về nghệ thuật xây dựng tình huống và vừa nói về gì khác, cái nội dung nhân đạo của tác phẩm. Để khai thác được vấn đề này, để đủ cơ sở khẳng định, bình luận về ý kiến được nêu trong đề bài, đòi hỏi các em là phải có một cái nhìn, một cái cảm thật là sâu sắc về tác phẩm vở nhạc, cũng như là có một cái khả năng lập luận rất là chặt chẽ. Đúng chưa nào? Chúng ta mới có thể lột tả hết những cái điều mà dì Kem, nhà thân Kim Lân muốn nói. Và như vậy chúng ta mới đạt được yêu cầu của bài làm. Các em nhìn lại toàn bộ bài thi thì rõ ràng bài thi năm nay là gì? Có tính sáng tạo trong phần đọc hiểu, đúng chưa nào? Trong phần nghị luận xã hội và trong phần nghị luận văn học. Về phần đọc hiểu thì chúng ta thấy rõ ràng cái bài thơ đoạn thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ nó rất là gắn bó với gì các em? Với cái điệu tâm hồn của dân tộc. Cho nên một cái bài thi trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia ra được những cái bài như thế này thì cô cảm thấy rất là phù hợp với mỗi con người chúng ta. Đúng chưa nào? Bởi vì như trong một bài giảng, cô cũng đã nhắc cho các em một cái nhận định, một cái câu nói của Louis Pasteur. Đó là gì? Đó chính là học vấn không có quê hương, nhưng người có học vấn phải có tổ quốc. Đúng chưa nào? Và phần gửi đáp án về đề thi ngữ văn năm 2016 sẽ kết thúc ở đây. Và mong các em là có thể đạt được một điểm số rất là tốt. Và đặc biệt là các em thi vào năm sau thì chúng ta cần phải cố gắng để có một cái nhìn toàn diện hơn về chương trình, cũng như là gì các em có những cảm nhận sâu sắc hơn về tác phẩm, để chúng ta có được một điểm số thật cao trong kỳ thi quyết định cuộc đời mình. Và chúc các em thành công và luôn luôn may mắn.